ba đỗ hết vô trường chuyên. Mày thì ngu ham chơi chẳng lo học hành. Chào gì với bố chưa đã rốt lại con hư, làm chỉ những cái ngữ mày sách dép cho thằng Hoàng. Nào Hoàng Hoàng có bố đi học thôi, đẹp trai quá ôi rồi ôi, lại còn ngoan nhất lớp lắm người yêu thật giống bố. Mẹ ở bên kia đã thấy gì chưa, giờ bố trắng như ngày xưa, chẳng còn thương con bố đã thành bố người ta rồi. Mấy đứa ra ra xe có thích đứng nhìn không, chị mày phân công sao vẫn chưa quen à. Này này mấy đứa kia sao hết bánh kẹo đây, lại còn dâu diếm cơ à, tí biết tay chị mày. Này bọn mày nghe nói lớp 10A dạo này có em hồ bao, cầm chung luôn một đám thật trẻ trâu từ hồi mẫu giáo. Vừa được lên lớp đã muốn làm oai, mấy em thảo mai chỉ môi sẽ té ra làm hai hàm bye bye. Chuẩn bị ra tay nào ê, vênh mặt lên biết tay chị. Ôi giời ơi mình hậu đậu quá, lỡ rớt nước lên người hot girl. Cái áo rách bao nhiêu tiền đây, để tôi đền cho bé hot girl chục cái. Động nhầm người rồi mấy thằng nhóc, tao cũng chỉ muốn được yên bình, mấy đứa không cho bình yên, vậy nên là tao không muốn văn nhưng phải dạy. Này này mấy em kia làm cái gì đấy? Chị đại tha cho bọn em SOS SOS. Hôm nay bố em cho em 20 thôi có được không? Danh con thích lươn lẹo không nhớ mặt tao. Vâng chị ơi, ngày này em kia đứng lại. Mình là con gái con đứa sao lại hư đốn như thế? Tôi không thấy ai như em, kêu phụ huynh lên gặp tôi. Hôm nay số em thật may, có thầy giúp không thì toang, bọn em xin tam giác thầy. Tam giác là cái gì? Tam giác là tắc giam, tắc là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhắn, đốt là thiêu, nhắn là cần, thiêu cần là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party. Nhà chúng nó gài em bị oan, em thề luôn. Tôi đây thấy hết mọi chuyện, vẫn còn cãi, oan quá cơ. Hôm nay nhớ kêu phụ huynh lên gặp tôi. Phạt cô, bước ngay ra ngoài quỳ hết giờ. Trong mày bận ven bớt xin lỗi đi em gì ơi, ở đây thì không có ai xem mày diễn. Sống bảy đàn thì oai thật đây, tao ghét nhất cái loại như mày. Có mấy đứa nâng bì lại oai, chị đây là nhất không.
tôi. Ôi xồi ôi, mông của tôi, thằng nào ý thức quá tôi. Thằng hoàng kia son của tao, sao mày dám phá như thế? Danh con dám trêu người à, bắt được tao cho biết tay. Con kia cỡ sao mày dám bắt nạt em, mẹ thương, tí nữa bố về chỉ biết tay. Mày có biết thầy giáo mày vừa gọi cho tao nói không ra cái gì không? Bây giờ lại còn hỗn láo với cả gì? Đi ra xin lỗi gì ngay? Con cái mất dạy. Ủa suốt ngày chỉ biết mạ ta rồi. Từ ngày mẹ mất, bố còn đứa con này nữa đâu. Mày cãi tao à? Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.